Dạ, công an xã Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị các bạn. Và quý cô chú anh chị các bạn vô lưu ở chỗ chú Kiết ở gần chợ Cái Chanh nha, sát bên chợ luôn. Này ở giáp ranh từ Hậu Giang với phường Thường Thạnh, quận Cái Răng. Đó là cầu Cái Chanh nha cô chú anh chị bạn. Cách chợ Cái Chanh khoảng 50 m tới à. Rồi mình đi về vô ha. Đây cô Dương. Đây Tết. Rồi công an xã Cần Thơ kính chúc quý cô chú anh chị các bạn xem clip. Chọn khen ý ha. Và liên lạc trực tiếp với chỗ chú Kiết quý của chú anh chị bạn. Chỗ ghi thằng chậu. Rồi mình vô clip để mất thời gian nha. Máy dạo in. Ok chứ, đại chỉ cần điều. Rồi, chào chú Kiết ơi. Ồ, chào bông sen thơ, chào anh Linh. Chào dạ. Bà con gần xa trong xem kinh bông sen thơ. Hôm nay em có lên cái clip mai 20 cây dạo Thủ Đức nha bà con. Thường chậu 5. Địa chỉ của em là sát chợ Cái Chanh, cách chợ Cái Chanh 50 km. Địa thuộc địa phận Hậu Giang nha bà con. Rồi số điện thoại là 0703 613 265. Này tàn điều điều. Rồi còn mà không mất thời gian bà con, thôi bây giờ vô cây số 1. Rồi mình vô cây số 1. Cây số 1. Rồi cây số 1 là chiều cao 1m7 nha bà con. Tán ngang 1m rưỡi. Cao 7m rưỡi. Rồi, cây này là nụ nút ok luôn rồi con. Nụ thật lượng ha. Điều cây. Nụ vàng. Vàng nụ luôn, nụ rất đẹp. Rồi, hoành thân luôn nha bà con. Rồi, 23. Dạ con. Hoành thân 23. Hoành 23. Để hình nở nở nha. Một tốt chỉ cần điều. Bông thì rất đẹp luôn nha bà con. Tàn, bông tàn. Rồi giá luôn, vô luôn chứ. Rồi cây số 1 này là giá 1.8 triệu nha bà con. Rồi cây số 1 giá 1.8 triệu. Rồi đổi cây luôn. Đổi cây phía của chú chị bạn ơi. Luôn chú. Rồi tiếp cây số 2 nha bà con. Dạ, cây số 2. Nụ thì từ xa. Nụ nút ok nha bà con. Cây số 2 này để đo chiều cao luôn. Rồi chiều cao là 1m7 nha bà con. 7 người bỏ chót luôn. Tàn nhìn rất đẹp ha. Tàn này tròn. Nụ đi nhiều. Tàn thông, cành đều đều. Rồi tán ngang 1m4. Nên này tàn thông. Cốt thẳng luôn á, cái này cốt thẳng. Nụ nút là ok. Nè, nụ vàng chất lượng. Nụ to. Cây này cái gốc bự. Nụ nó là nở cây ok, tại nụ to. Rồi cây này 24 rồi bà con. Dạ. Hoành thân 24. Cành điều. Cây này bông đẹp. Toàn điều điều ấm ha. Nụ điều cây chứ nghe chú mà. Nụ thì điều luôn. Còn chất lượng. Rồi cây này cái giá là 1.8 triệu luôn nha bà con. Rồi đổi cây. Rồi, thêm đổi cây hiếu quý cô chú anh chị các bạn. Dạ, tiếp tục cây số 3 quý cô chú anh chị các bạn. Rồi tiếp tục cây số 3 nha bà con. Cho giao đại luôn. Cây số 3. Chiều cao luôn. Tàn này tròn, tròn do. Cây này tàn nụ. Trời nụ chín chín đảm luôn. Rồi chiều cao 1m5 nha bà con. Rồi tán ngang 1m6. Rồi quay cho con vòng luôn. Rồi, tàn tròn đều. Cây này tròn đàn rất đẹp luôn. Do. Cây này đẹp, tàn đẹp. Tàn bông. Bông là chuẩn luôn. Quá trời nụ luôn. Nụ là chín chín luôn. Quá trời nụ luôn. Rồi hoành thân nha bà con, cái cây này nó có cái củ rồi nha bà con. Trời ơi nụ dữ lắm nụ. Rồi hoành thân là 24. Dạ, hoành 24. Cây đế nở. Cây này đế nở nha bà con. Rất đẹp không? Chì cành cũng thấp ha. Đấm rồi nó đấm sát sát luôn, đẹp. Nụ thì rất nhiều. Nụ cốt thẳng chì cành dư luôn. Rồi cây này giá luôn là 1.9 triệu nha bà con. Quá trời nụ chú như vậy. Cây này nụ dữ dội luôn. Nụ lắm nụ. Tiêu chứ. Rồi đổi cây luôn. Phép đổi cây hiếu chú như vậy. Rồi tiếp tục nha quý cô chú như vậy. Cây số 4. Rồi tiếp tục nha bà con. Tập cây số 4 luôn. Cây này nụ cũng khá là dữ. Cây số 4 này nụ cũng y gan luôn. Nhìn em là nụ rất dữ dội luôn. Lá bự che. Rồi chiều cao. Cao cây này là 1m6 nha bà con.
Tấn ngang là 1,5 m. Có mua bự không? Cái này thì nụ rất đẹp. Cái nào cũng nụ là cứng nụ hết. Rồi to to bự bự đều đều. Đều cây á. Rồi quanh thân luôn rồi bà con. Rồi quanh thân là 21. Đây gọi quanh 21. Này một gốc thẳng. Rồi cây này là có giá động luôn là 1,8 triệu luôn rồi bà con. Nụ rất nhiều luôn. Cành đều. Rất đẹp không? Cây này nụ vàng ở trong thân ra luôn. Nhóc chân. Điểu chứ. Rồi, phép đổi cây luôn. Tiếp tục lên cây số 5 rồi chú nhiều. Rồi, tiếp tục cây số 5 rồi bà con. Tàn nó cũng tròn do. Cây số 5 này là tàn tròn luôn, tròn tròn do luôn. Nụ thì ok, nụ. Rồi, chiều cao luôn nha bà con. Chiều cao cây này là 1,6 m nha bà con. Chiều cao 1,6 m. 1,6 m. Tấn ngang là 1,6 m luôn. Cái này ra tròn. Nụ thôi, do đẹp. Nụ nhóc chân. Nụ thì giữ ung nụ luôn, bao nụ luôn cho bà con luôn. Này lá chơi lại này nó đế lại nó đấm sát luôn. Cái này nó đế là đấm rất đẹp. Rồi 25. Dạ, quanh 25. Quanh 25. Chi cành. Đây là chi cành rất đẹp không? Đều. Một cốt thẳng. Một cốt thẳng luôn. Rồi cây này, cây số 5 này giá cũng 1,8 triệu luôn rồi con. Rất nụ nhóc chưa. Rồi đổi cây luôn. Dạ, phép đổi cây với cô chú gì bạn. Rồi, rồi tiếp tục cây số 6 nè bà con. Rồi cây số 6 này tàn bông nụ ok luôn. Này là dán tàn thông. Dữ dội nụ luôn. Bên đây thì... Rồi đó chiều cao nè bà con. Nhưng mà nụ vẫn còn ok. Nụ luôn, ok bao nụ luôn. Rồi cây này chiều cao là 1,6 m nè bà con. Cao 1,6 m anh em. Cao 1,6 m. Nụ thì chi chích luôn. Tấn ngang 1,4 m. Ủa, cây này là bà con thấy nụ dữ dội luôn. Sáng giả chứ. Hồ quá nè. Cây này thì nó đấm cây gốc là sát gốc luôn. Chỉ cành thấp. Cái ghẹ. Nó thồn nó để đế đẹp không? Rồi hoành thân là 26 năm rồi bà con. Tính 26 thôi. Cành 26. Cái lá nó gục nè, nụ ghê không? Ừ, hết thồn không? Lòi ra nè. Dữ lắm luôn. Lúc này là vô nụ gì vậy rồi. Rồi cây số 6 này 1,8 triệu nè bà con. Số điện thoại là 0703613265. Rồi. Cây này là giá 1,8 triệu. Rồi đổi cây luôn. Rồi mình tiếp luôn. Rồi tiếp tục cây số 7 nè bà con. Cây đẹp. Cây số 7 này là tròn tàn, tròn do luôn. Kính. À, chiều cao luôn. Tàn kính. Kính mít à. Rồi chiều cao cây này là 1,8 m, 1,9 m rồi bà con. Cao 1,9 m. Cao 1,9 m. Cây này thì tấn ngang thì tấn ngang là 1,5 m. Ồ, nụ ok. Nụ nút lụ ok luôn. Điều. Rồi hoành thân luôn nha bà con, cây này nó có cái đế à, nở đế. Chắc lượng. Nụ điều cây nhá. Rồi hoành thân luôn. Hoành thân cây này là 20 nha bà con. Dạ rồi, quanh 20. Mà cái này nó có cái đế à, nở đế. Đúng rồi, cái đế nở ra to. Ừ, nở ra to, đồ này nó trên thôi chứ không có đồ cái đế. Cây này đế ra đẹp. Rồi, cây số 7 này là 1,6 triệu nha bà con. Một cốt thẳng, gì cần điều. Con nào có nhu cầu mua sỉ thì mua hết đứt clip thì theo giá hữu nghị. Thì bao 200 km luôn nha bà con, tận ở chậu. Cây đế ra nở dễ điều. Rồi, đổi cây luôn. Rồi, phép đổi cây với cô chú gì bạn. Cô chú chị lấy mã số cái nào thì tiếp cho chú ký. Số 8 nè bà con. Rồi tiếp tục lên cây số 8. Cây số 8 này tàn nó cũng rất tròn. Tròn mà gọn gọn gì vừa. Tàn gọn đều, đẹp. Rồi cây số 8 này là 1,6 m. Cao 1,6 m. Rồi tới ngang 1,4 m. Rồi chiều cao 1,4 m. Cái này đế nó cũng có đế nữa. Đế cũng có đế nở dưới gốc. Này bà con gì trồng mà xài Tết rồi là qua nè trồng lại là móc cái cũ nó lên đẹp.
22, vành 22. Đây gọi vành 22. Rồi cây số 8 này là 1 triệu 6 nha bà con. Một cốt nha liều. Một cốt toàn thân. Nụ quá trời nụ luôn. Nụ thì bao nụ luôn. Tới trong luôn ha. Rồi xin phép đổi cây luôn. Quá trời nụ luôn chứ mà. Nụ chi chích luôn á. Nụ là cứng nụ luôn. Rồi phép đổi cây hiếp cuối xuống như vậy. Rồi tiếp tục lên cây số 9 nha. Rồi tiếp tục cây số 9 nha bà con. Tròn do. Chín này tàn tròn do luôn. Tàn rồi, đều. Chiều cao luôn nè bà con. Một cốt thẳng băng. Chiều cao 1m6. À, tán ngang này nó bự, muốn bự hơn. Rồi bằng luôn, tầm 1m6 luôn. Cao 1m6, ngang 1m6. Tàn tròn do. Tàn tròn do. Nụ này có chú chị yên tâm ha. Nụ là bao nụ cho bà con. Đấy, luôn. Ở trong có trong con nóc chứ. Điều. Ở đâu cũng nụ là cứng nụ luôn. Nụ đều cây luôn. Rồi cây này nó có cái đế rồi con, gốc nở. Củ lầu rễ. Xuống đế luôn. Xuống đế luôn. Cái này vành 22. Vành 22. Vành tháng 22 nha bà con. Quay con dọc. Đó, nụ bà con thấy không? Bao nụ cho bà con luôn, ngay Tết luôn. Đó, rễ gốc này rất đẹp. Một cốt thẳng chỉ cần điều. Nụ lộ bao nụ luôn bà con thấy không? Cây này nụ dữ lắm luôn, kẹo chứ. Rồi mà cây số 9 này 1 triệu 9 nha bà con. Kẹo cây. Rồi cây số 9 triệu 9. Rồi đổi cây luôn. Cây đẹp. Nhưng nha bà con. Dạ rồi tiếp tục cây số 10 dán tàng thông. Số 10 này cao à. Bông này ngon luôn. Rồi cây số 10 này là 2m nha bà con. Một cốt thẳng. Cao 2m. Cành điều. Rồi tán ngang là 1m7. Trời nụ này. Cái này cái số 10 này lật à, gấp quá trời nụ. Nụ thì ok nụ luôn. Nụ điều cây gấp nở luôn, từng lá luôn. Nụ quá trời nụ. Rồi cây số 10 này là vành thân 24 rồi bà con. Đây rồi, vành 24. Nế nở luôn. Cũng là chỉ chích nụ. Chỉ cành nhiều. Chỉ cành là ngon lạnh luôn. Rồi cây số 10 này là 1 triệu 8 luôn rồi bà con. Giờ phép đổi cây hết quý của chú anh chị bạn. Rồi đổi cây luôn. Số 11 nè bà con. Tục cây số 11. Cây số 11. Cây số 11 là chiều cao luôn, 1m9 rồi bà con. À, cây số 11 này tàn đẹp, hai bàn hay nghiêng, nó hơi bị nghiêng. Xương lực hơi to ha. Rồi, bà ngang là 1m7. Quay cho con giọng luôn. À, cái bàn nó hơi bị nghiêng chút. Cái này bàn quay nghiêng với cái tàn đều. Cây này kia tàn đều lắm, mà cái bàn nó nghiêng. Đó, đúng rồi nè. À, nó chỉnh lại cái này. Tàn đẹp. Rồi đẹp rồi đó. Nút nụ thì nút nụ là ok nụ luôn. Quá đều luôn. To ha, từng nít lá luôn. Ghê ha, nụ chỉ chích luôn. Rễ nó quấn rất đẹp. Rồi hoành thân 21 nha bà con. Rồi hoành 21. Rễ nó ra đều. Rễ nó ra đơm rồi, quá đẹp rồi. Rồi cây 11 này là 1 triệu 9 luôn nha bà con. Cây này nụ là chi chích luôn á. Ừ, nụ là cứng nụ luôn. Rồi, nụ vàng. Ông ánh luôn. Giờ nghệ luôn. Quá trời nụ. Cây này nụ ghê mạnh. Rồi đổ cây luôn nha bà con. Cây nụ từng nít lá luôn á. Nhìn cây này nụ phê quá. Rồi xin phép đổ cây luôn. Đây này chọn. Rồi tiếp theo cây số. Rồi tiếp cây 12 nha bà con. Tràng số 12. Tràn tròn do. Rồi cây 12 này là chiều cao 1m6. Nụ thì chi chích luôn. Tán ngang là 1m5. Nụ này là ok nụ luôn. Điều chứ. Hết hồn nụ không? Này lật lá ra nhìn thấy nó dữ luôn. Dằn nghệ hết chứ. Nụ điều cây. Cái này nghỉ gốc đẹp. Rồi hoành thân luôn nha bà con. Rồi 22. Hoành thân 22. Hoành 22. Cây này là đẹp không? Một cốt thẳng chỉ cành điều. Ừ. Nó đóng sát sát luôn. Mà chỉ cành nó to lực luôn.
Tân Cạnh thì tương tự bự luôn. Rồi cây 12 này là báo giá là 1,5 triệu nha bà con. Cây chung 2 nụ nước độ ok luôn, đổi cây luôn. Rồi, tiếp theo của chú mày. Rồi, tiếp theo cây số 13 luôn nha bà con. 10 cánh, 8 cánh. Nụ nút nụ là từ 5 đến 10 cánh nha bà con. 5 thỉnh thoảng thôi, mà 10 cánh thì nó đa số. Rồi, chiều cao cây này là 1,7 m nha bà con. Ngắn là thông một cố. Rồi, tán ngang là 1,6 m. Cái này rất ấy luôn, tròn. Tán tròn, do. Tròn đẹp luôn. Tán đều. Rồi, cây này cái đế giữ nha. Đục đủ con ok. Cái này là cái đế lực luôn, thôi nè. Đế ra nè, nở ra. Nở. Cái này đâu ai quạnh ở trên này thôi. Cái đế là riêng. Rồi 27 nè bà con. Quạnh ở trên này là 27 nè, mà xuống đây nè. Xuống đây cái đế bên đây là cái rễ bên đây nó qua dữ rồi. Này là 30. Cái dưới là cái củ dưới là 30. Đẹp không? Cây này là bự. Rất bự luôn. Hàng đế nở luôn. Tốt. Đằng thâm. Đẹp. Đã không gió mới nhưng mà những con nhiều đủ như trước bạn. Rồi 1 triệu cây 13 này 1,7 triệu nha bà con. Những con gần nhiều nụ. Nụ dữ lắm nụ. Nở một phe bông gió, cây nó sung nó nở một phe bông gió thôi. Dạ, rồi xin phép đổi cây. Đó, cây số 14. Cây số 14. Cây số 14 này là chiều cao nó cũng không gọi là cao, tàn tròn. Quá đẹp luôn. Rồi thăm số luôn nha bà con. Cây 14 này là chiều cao 1,6 m nha bà con. Dạ, chiều cao 1,6 m. Tán ngang 1,4 m. Đều có đầy đủ luôn. Nút nụ thì ok, dựng em bao nụ chắc luôn. Nụ gì là điều cây à. Gộ nữa nở gộ. À, đế cây nào cũng có đế chân thấy không? Đế rồi nè. Đế rất đẹp và rễ rồi, cứng rễ luôn. Để nó nở. Ở trên này, cái này nó có cái cũ ở trên này là 21 nha bà con, 21 năm. Tính cũng như 22 rồi đó mà cũng như 21 năm. Cái cũ dưới này. Cũ dưới này là 24. Cũ 24. Đó, thọng nó cũ không? Rồi cây 14 này là giá 1,5 triệu nha bà con. 1,5 triệu. 1,5 triệu. Đổi cây luôn. Rồi, phép đổi cây hiếm của chú anh chị bạn. Rồi cây số 15, cây này. Rồi tiếp tục cây 15. Một cốt thẳng. Cây 15 này mà một cốt tàn thâm luôn. Đẹp. Này do vòng quay hay riêng. Đế là đế là rất đẹp luôn. Rồi chiều cao là 1,9 m nha bà con. Cây đẹp, tàn kính đều, một cốt thẳng băng. Chỉ cần nhìn thấy đều. Rồi tấn ngang là 1,4 m. Cây này đẹp ha. Cây này rất đẹp. Đế nở, là cũ okay. Hết hồn mới cũ. Điều chỗ nào cũng có chứ. Nút nụ là ok. Số điện thoại em là 0703613265 nè bà con. Hết hồn mới cũ không? Nó cũ rồi nè. Đế lực ha. Ừ. Đế quá lực. Cái này là đo ở trên này. Eo. Là 27. Mà cái nở dưới này, cái cũ dưới này bỏ cái rễ này. Rồi cái cũ dưới này là tới 34. 34. Hết hồn mới cũ đẹp không? Rễ rồi nè. Đế lực. Rễ ra đẹp. Nở. Nó nở gốc nở luôn. Cây này thêm thấy đẹp á. Ừ. Rồi cây 15 này là 1,7 triệu rồi bà con. Một cốt thắng băng. Giá 1,7 triệu. Bà con vừa đủ xài Tết luôn. Vừa xài luôn tiền, kiếm tiền. Thôi, bao la luôn, điều vậy đó. Rồi, đổi cây luôn nha bà con. Giờ rồi, phép đổi cây luôn. Tiếp tục hay có chú. Rồi, nhìn. Tiếp tục cây 16 nha bà con. Cây tàn cũng kinh. Cây 16 luôn. Này tàn đẹp luôn. Rồi, cây 16 này là chiều cao 1,7 m nha bà con. Cao 1,7 m. Rồi, tới ngang 1,5 m. Đây người ta cũng bính chịch luôn. Lực luôn, nhìn từ xa thấy cái gốc nó to, bự lực. Là lực. Cái nào cũng lấy đế này là rễ này như là phù phù lên kìa. Đây nè. Đẹp không? Rồi, hoành thân luôn nha bà con. Hoành thân luôn.
25. Rồi, khoảng 25. Như là có cái cũ rồi nè, cũ rất đẹp. Cây nào cũng cũ hết. Nụ thì bao nụ luôn, nhưng mà con nụ hết hồng nụ không? Một cốt thẳng trên tiêu. Nụ đây coi nụ. Nụ đều cây như thế mà. Cây luôn. Tại lá nó bự nó che lại. Che. Chứ nụ nó lá tương đối là đều. Rồi, cây 16 này là 1,6 triệu luôn nha bà con. Quá trời nụ ha. Nụ bao nụ luôn. Rồi, xin phép đỡ cây. Tiếp luôn quý cô chú nhiều bạn. Rồi, tiếp tục cây 17 luôn nha bà con. Cây 17 cũng tròn, cũng đẹp, rất đẹp luôn nè. Trồng quay luôn. Cây này trồng nhỏ. Rồi, cây 17 này là 1 triệu, quên, chiều cao 1m7 nha bà con. Chiều cao 1m7. Cao 1m7. Nó ngàn 1m6. Đang tròn do cô chú nhiều bạn. Cây này đẹp. Nhìn thấy ra nó tròn do, nó tàn đều. Tàn tròn do luôn. Luôn. Rễ rồi nè. Rễ nó đậu lộ cũ rồi nè. Cũ rất đẹp không? Để nở. Nụ thì điều tình lá luôn. Rồi 22 nha bà con. Dạ, hoành thầy chia 22. Hành đi qua cái cũ vô đâu không được rồi. Cũ quá cũ đâu. Cũ đó, rồi. Lên gốc nở. Cũng như con tỏi á. Đẹp. Chút nụ, quá trời. Chút nụ là ok luôn. Tàn đều. Nụ thì chi chít luôn. Nụ bảo lá luôn. Bà con luôn. Mỗi nách lá là mỗi nụ. Nụ này vàng chất lượng luôn chị. Nụ cứng cây nụ đẹp. Luôn. Cây nụ chất lượng luôn. Cây này nụ dữ thiệt chứ. Hết hồng nụ. Qua con vòng này lại lên đây, nụ. Cái cành điều. Cái này nụ thì khỏi chê quá kẹo luôn. Kẹo hết chứ, từng nách lá luôn. Rồi cây này là cây 17 là 1,6 triệu nha bà con. Cây này đẹp á. Cây này đẹp. Giá quá rẻ luôn. Còn rồi đổi luôn, đổi cây luôn. Rồi tiếp tục cây 18. Cây 18 này nụ là bao nụ luôn bà con, cây nào như cái đấy. Dường em là cây nào cũng như cái đấy, nụ cứng nụ luôn ha. Một cốt thẳng chỉ cành đều, tàn tròn. Rồi chiều cao là 1m7. Tàn đều ghen. Rồi tán nhang là 1m4, 1m5. Tàn tròn. Cứng nụ hết, cây nào lúc thời điểm này là vô nụ. Cây nào có nó nụ là bao nụ cho bà con luôn. Cây nào cũng có đế hết. Nụ điều cây. Rồi hoành. Hoành thân là 24 nha bà con. 24. Đế nở. Đế thì cây nào cũng nó cũng nở đế hết. Đây cho bá luôn. Ừ, như củ tỏi vậy, đẹp. Cây đế nở đẹp luôn, gọn hoa nét luôn. Nụ thì ok. Hiệu. Rồi giá luôn. Rồi giá cây này là 1,6 triệu nha bà con. Cây số 18. Cây số 18 là 1,6 triệu. Rồi, rồi đổi cây luôn. Luôn. Cây số 19 thôi chú. Rồi tiếp tục cây số 19 nha bà con. Rồi quay quá trời. Cây này thẳng. 19 này tàn tròn luôn. Do. Rồi chiều cao là 1m7 nha bà con. Tàn tròn. Tán ngang 1m6. Tàn tròn đều nè. Tròn đều tàn. Cho quay nghiêng, nhìn thấy nó nghiêng không? Quay nó hơi nghiêng. Quá nghiêng. Một cốt chỉ cành đều. Thẳng băng luôn. Ừ. Rồi. Hoành thân luôn rồi bà con. 22. Hoành 22. Gọt thân băng luôn. Ờ, nụ nó ra trong thân cây ra luôn. Nụ đều. Đều đều. Nó không có về nhưng mà đều đều. Rồi cây 19 này là 1,7 triệu rồi bà con. Nụ thì đều nụ luôn. Nụ không có chỗ nào là thiếu hết. Rồi đổi cây luôn. Đổi phép đổi cây hay cuối cuối tuần gì bạn. Đổi tiếp luôn. Cuối cùng cây 20 là cây cuối clip luôn rồi bà con. Cây có đế bự, nụ to. Cây cuối clip này là rất tàn đẹp điều. Luôn, cao. Tàn do. Rồi, đó chiều cao.
Rồi chiều cao cây này là 1m7 rồi con. Chiều cao 1m7. Nó ngang 1m6. Lũ điều cây, lũ vàng, lũ chất lượng. Cây này cây cũ rất đẹp luôn. Cây lũ ok, kẹo cây. Lũ vàng thật luôn. Rồi cây hoành hoành luôn. Này là 27 năm rồi bà con. Mà cái cũ như này dữ lắm à. Cái cũ là trên đó chưa không có đo được rồi. Đó, cũ rồi con thấy không? Cây để nở cái cũ rồi. Chứ là cái cũ rồi bà con gì rồi qua Tết bà con móc lên chậm. Rồi cây cuối clip này cây 20 này là 1,9 triệu rồi bà con. Để đẹp ha. Nụ nụ đều. Rồi dạ thật. Trên lá luôn. Nụ thì bao nụ luôn cho bà con luôn. Rồi số điện thoại là 0703 613 265 rồi bà con. Rồi, mình chào rồi cuối clip là xin chào bà con đã ủng hộ mấy clip vừa qua của em. Xin kính chào. Rồi, xin chào chú Kiết luôn. Chào quý cô chú anh chị các bạn luôn. Trân trọng kính chào quý cô chú anh chị các bạn mình đây.